Đảng ủy quân sự thành phố Đà Nẵng hội nghị đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và xây dựng Đảng năm 2020, ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2021. Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy quân sự thành phố Nguyễn Văn Quảng chủ trì hội nghị. Cùng dự có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Trung Chinh. Năm 2020, Đảng ủy quân sự thành phố Đà Nẵng làm tốt chức năng tham mưu với thành phố, lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành toàn diện công tác quân sự quốc phòng địa phương, nhất là tham mưu thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh COVID-19, phòng chống thiên tai bão lũ, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân. Năm qua, hoạt động công tác đảng, công tác chính trị được triển khai nề nếp, chất lượng công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu được nâng lên. Phối hợp các lực lượng theo dõi và nắm chắc tình hình địa bàn, chủ động tham mưu, đề xuất giải quyết tốt các vấn đề nảy sinh, không để xảy ra các điểm nóng, đảm bảo công tác phối hợp tuần tra, đảm bảo an ninh trật tự, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo điều kiện cho địa phương phát triển kinh tế xã hội. Ghi nhận đánh giá cao công tác thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2020, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy quân sự thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng yêu cầu năm 2021, Đảng ủy quân sự thành phố cần tập trung lãnh đạo chỉ đạo tham mưu cho thành phố, tăng cường xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng các tiềm lực và thế trận trong khu vực phòng thủ, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tuyển quân năm 2021, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng giữ vững ổn định an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội thành phố, đặc biệt là các sự kiện chính trị lớn trong năm 2021 và Tết Nguyên đán Tân Sửu sắp tới. Tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19, thường trực sẵn sàng các lực lượng để đối phó với mọi tình huống thiên tai dịch bệnh phát sinh. Tại hội nghị, Đảng ủy quân sự thành phố ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và xây dựng Đảng năm 2021.